Tổ chức Mậu dịch Thế giới tuyên bố một hiệp ước quan trọng sẽ được thi hành trong 2 tuần tới, tin từ Brisbane, Úc. Tổng giám đốc Roberto Azevedo của Tổ chức Mậu dịch Thế giới hay WTO nói rằng đang có triển vọng cao là chương trình Bali hay hiệp định thuận lợi hóa mậu dịch sẽ được thi hành trong một thời gian ngắn sắp tới. Ông ta nghĩ sự thông hiểu giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ rất quan trọng. Các nước hội viên WTO sẽ hiểu sự quan trọng của hiệp ước và nó sẽ được thi hành trong thời gian 2 tuần tới. Vào ngày hôm qua, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã dàn xếp sự tranh chấp đã làm tê liệt WTO và đe dọa làm sụp đổ chương trình cải cách có thể tạo thêm 1.000 tỷ Mỹ Kim cho nền mậu dịch toàn cầu. Ấn Độ đã làm WTO lâm vào cuộc khủng hoảng nặng nhất trong lịch sử 20 năm trong tháng 7, đã phủ quyết một thỏa thuận về quy luật hải quan vì không đáp ứng đòi hỏi của Ấn Độ là được dự trữ thực phẩm mà không phải tuân theo quy định của WTO về sự trợ cấp nông nghiệp. Giải quyết tranh chấp Ấn Độ là giải quyết thứ nhì của WTO trong thời gian vài ngày sau khi Hoa Kỳ và Trung Cộng ký hiệp ước cắt giảm quan thuế đối với sản phẩm kỹ thuật thông tin. Hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ được coi là một sự chiến thắng của tân Thủ tướng Narendra Modi, là người nhấn mạnh rằng ông ta phải bảo đảm cho 1.25 tỷ dân Ấn Độ có đủ thực phẩm để ăn. Hiệp ước sẽ làm cho Thủ tướng Modi không bị cô lập trong lúc tham gia hội nghị G20 vì lập trường cứng rắn của Ấn Độ. Một dự luật an ninh thực phẩm đã được chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Modi thông qua đã tăng số người được mua thực phẩm rẻ lên con số 850 triệu người. Qua bản công bố trao cho WTO mới đây, Ấn Độ cho biết là đã mua thực phẩm trong năm 2010 tới năm 2011 với số tiền là 13.8 tỷ Mỹ Kim, là một phần trong số tiền 56.1 tỷ Mỹ Kim dùng trợ cấp nông nghiệp. Dự trữ lúa mì đã lên 30 triệu tấn, gấp đôi mục tiêu dự trữ.